Bố nào bố đây mày? Đây. Đi vòng cái chợ đây. Bố đây rồi, dọc đó. Trời ơi bà. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Và hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là hai thứ hai. Thứ hai. Hôm nay là thứ bảy. Anh thứ hai bị vừa ba rồi là cứng ngắt, bị xe máy bị sida. Hello bạn à. Hello mọi người. Hello mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay là vấn ai? Vấn tặc hư. Ông Cảnh. Thì bữa giờ ông Cảnh á là cái ông bữa giờ là ăn ngồi rồi ăn con nồi lại ngồi có hướng rất là nhiều các bạn. Ngồi không hướng lương các bạn. Nè, tôi sợ con ta sắm vàng nè. À, tôm. Con ta ăn tôm hùm với màu nè. Nè, tôi hấp bữa nay bữa nè. Nè, ăn tôm hùm đi chảy. Con ta chưa lớn không? Chưa lớn luôn. Chưa lớn đưa tay vô. Đốt nhà anh. Hai bạn. Thì bữa nay thử nữa. Ok, thì hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi cũng khá là đơn giản, thì mình cũng suy nghĩ cái gạch cũng kỹ càng lắm rồi. Bao nhiêu gạch đá thì mình cũng hứng chịu thôi. Nhưng biết sao giờ thì mọi người biết cái trò chơi như thế nào thì theo chân mình nha. Đi các bạn ơi. Ê, ở đây đi. Ở đây cái đi, tôi đi ra đây cái. Tôi đi mét. Có gì vậy? Vậy nè. Mét xong rồi. Vậy. Vậy. Bây giờ vậy nè. Bây giờ mục tiêu á là Ê, bắt gạo rồi mà. Ê, coi chừng Hải đó, Hải đập. Bảy phát không? Thấy rồi. Lâu ngày không ỉa, nó còn đậu trên môi. Mỗi lần em rặn ỉa, em lại kêu tên tôi. Tới cũng vậy được chứ. Bà thấy cái mặt này đẹp không? Không. Thì mấy làm mụn vậy. Trời. Thiệt tao đi. Ê ê ê ê ê ê. Béo béo. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Trời ông nội. Ê béo. Ê ê, từ từ thôi. Đang tới hàng ổ rồi. Khoan, để tôi đi trước cho tôi giấu cam. Chị. Thấy rồi. Ra trời luôn bây giờ. Hôm nay lấy xe bán đi. Xe ông Cảnh kìa. Lấy xe ông đặt bỏ đi. Rồi. Chị. Thằng nào Vũ cũng đi quay. À, cho hai Sơn Vũ ẩm cháy bị bởi hờ. Cho tôi béo là máy đi mấy bạn, đợi chứ tắt máy vô trong nhà đi rồi tính tiếp. Ok. A few moments later. Cặp mấy đứa mày ở đây giữ chân nha. Cặp chân. Ok. Cho cái tàu được không? Đi ngủ quá. Ra cháu đi. Ra cháu chung. Ok ok. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
rồi, vô đây núp, ở đây nè. Tụi ở đây phải không? Đi. Lại đây. Đi. Tụi ở đây phải không? Mày. Ở đây đây, ở đây. Nè, đây núp các bạn. Ê, chó. Chó. Đau không? Đau. Uống nước nào đi đứa. Con này có sao không? Có sao không? Trời đi dữ không trời. Bác là mới tình luôn. Sao? Hay tự bỏ dép đây nè. Lỗi, nhanh ta chứ, ta có người chứ. Đi. Nó dùng hầm thiệt luôn hả? Má chứ ông ăn cơm không đủ tao. Ừ? Mua vàng không chưa rửa. Tức ghê. Không ngủ tôi nữa, cất làm đi, làm đi. Chụp cái nào tôi sâu quá. Đứng đây mình đỡ cái gì? Đi qua bên kia dùng kẹt đấy đã hơn. Đó, đó. Ngoài đám dẫn đường hồi xíu họ đi. Okay. Đi một vòng hồi máy tính không xuống hầm mà tôi dòng xuống hầm. Dạ. Đó là gà không? Dạ. Qua chỗ bữa chân Quy nè. Hả? Giờ tôi nấp đâu? Tôi nấp vô giường, vừa giường mồng tơ ra. Hỏi nấp luôn, mày chơi mày nấp này đâu phải giang hồ. Dạ. Tôi quên nó camera bất tử. Đúng rồi. Có hầm không ông? Thấy ông cái hầm vừa làm vui. Mày bị điên à? Phải không? Trời ơi, 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 ai trở này, bên tới đây. Trời hồ cái gì trời ơi, 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 trời
Anh vô đây nè. Anh ơi. Anh vô đây nè. Lê Hiếu. Đâu dùng đâu, đứng đây sửa mà, dùng đâu dùng. Hồi nãy hát nhạc nóng quá cho nó mát. Chơi gì nữa chơi. Chơi với chơi cho hết, chơi khi tôi lết, chơi khi tôi bết, còn thêm mấy chai tôi hết thằng em. Đúng. Bước đó là lục á, bước đó là dục á, bước đó là dục á. Bỏ đây, ăn cơm xong xong đủ. 10 triệu đó. Xong 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 đủ. Ăn cơm ăn mình đủ rồi, dài gì ăn đâu, buổi sáng mà. Đó, đi vào ngang rồi, đi ra nữa. Ủa nào, bố ra mày. Lục đây. Lại nó dọc cái xà lục đây. Thằng Quy. Thằng Quy. Thằng Quy. Thằng Quy. Thằng Quy. Thằng Quy. Trời ơi bà. Trời ơi tóc. Mưa lên lên. Kêu tới dục. Phan. Đưa mình nhà, đưa mình giấy cô. Cái coi. Đưa mình cho xây. Nói chơi vậy sợ chết luôn rồi. Chết luôn sợ đó bà, sợ. Tại ra mà sợ vậy. Mày biết ai vậy? Sao đó, cầm tao đi. Mưa máy rồi. Khóc luôn gì vậy? Sống á, sống. Đưa lấy coi, đang xuống chốt. Lá lớn mà cha khóc rồi. Trời trời. Quánh tàu hả? Tàu. Trước xương sau thế mới sau. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Gà gà chém luôn, gà chém luôn, gà gà chém mà gà chém luôn gà. Hồi đó đó hả? Hồi đó gà không có phải lên nó đó vậy đó nè, đây nè chạy đi, lên đi chạy cái đầu ở đâu mà chạy lên. Sơn lẹ lên Sơn. Cái ngu quá vậy. Càng càng đó, càng đó. Dạy luôn, dạy luôn đi. Dạy luôn, dạy luôn. Rồi, xong dưới mò. Mày lại đi. Ê, cái cực. Ta đi nhờ chú Lâm thì chịp chú. Chạy hết nổi rồi. Có tui béo kìa. Rồi anh đi. Ai ai cho trượt rồi ai. Ai kêu quan tâm mình anh chị. Không có điện đâu mà nghe mà ăn. Không có điện đâu mà ăn, chịu không chịu. Mày là mày dụ tao lên Sưng nè Sưng. Hôm nay còn hai luôn kìa. Má mập quá chạy hết bà mập quá. Chơi gì lộn được, lắm lại chơi lấy tài sản lên chơi. Thì mình mua máy móc thôi thì đâu. Tiền nó mua. Có tiền á, có tiền ăn, ăn tôm với sắm vàng mà. Còn cây vàng mà. Mới mua 2 chiếc nhẫn đúng không? Cái cây vàng. Mới mua một cây vàng mà. Đi mua cái bát bự hơn 24 inch lần á. Mua cái máy nhỏ xíu rồi nó tới gần một thôi. Ủa đại gia mà sợ chờ. Thôi mà. Mày đó, mày đó, mày. Tao đó không biết ăn có mày nữa, có chuyện tới rồi, tao mới mày á. Chuyện gì tôi sẽ nhà mới lỡ bộ. Có đó anh thấy em im gu em mới làm gì đâu đúng không, đúng không? Mày. Tôi đằng nhà mới lại với bộ. Cái gì?
con mà đi hoài luôn á. Cái beo đâu? Cái beo đi dớt rồi giá mày. Tại đại gia mà sợ chờ. Mới xăm cây vàng mà giờ. Rồi quay vô. Sơn vô. Làm cái tính nó có nhiêu đâu, nó lên có 8 triệu nhiêu. Ờ. Ồ, cái bao 8 triệu làm được. Bạn tên mình nên vậy đó. Ờ. Ừ. Trời ơi, tôm hải giá đó, 1 ký 50 ngàn bạc đó. Dục cái máy tính. Trời ơi, rửa máy tính đi. Thôi đi xuống xe, đi xuống. Thôi mà giỡn con cậu thôi, giỡn mà lỡ mua máy tính khác trạng rồi. Tiền đâu mua đó. Đi mua tiền mua vàng hết trơn rồi. Tại vàng nói bán lỡ mua đi máy tính. Trời ơi, giảm bán lỗ quá vậy. Trời ơi. Anh em lỡ dục rồi thì mình mua cái khác. Tại vàng cái vợ đó. Rô là chờ. Quánh đầu cái vợ cái chó này là. Không gặp mày đâu, không có chuyện đó rồi. Mày đéo rồi. Mày đéo rồi. Mày đéo rồi. Mày đéo rồi. Mày ăn càng nãy cạnh thú thiệt á. Với ba xuống ngậm nó hình. Lỡ có máy tính rồi, lẽ ăn khói này có máy tính này xíu xói với anh em đúng không? Đúng rồi. Đi xuống nhà chân. Đi nhà chân. Đi xuống nước. Quá mệt à. Tiếm nước nào mệt. Lấy em cái CPU đi cho trời. Trời ơi, trời xong cái đi xuống trời. Lấy hộp CPU đi cho thắng bộ. Đi ra khỏi nhau. Đi ra. Vậy nó vô nhà rồi đó. Mở em sao lá luôn. Chứ giờ bỏ máy tính ổn định không mà. Để da ngậm đó con. Đi lại. Ai chữ chữ. Mình chơi chăng. Mình chơi vì đam mê mà chứ tiền bạc cái hay ho vậy. Má là tao chưa tức lắm mày. Anh ơi, anh ơi. Chưa tao mới tức nè. Chơi gì đam mê đúng không? Kè dính nè. Chạy ra chạy vô nhà tao, chó. Mày sống đi mày. Nè, cảm đi, chịu quay em quẹn xe không nè. Sức đi bước chứ. Đừng, tao tức lắm không cảnh ơi. Bỏ đi. Vai. Còn nồng chim yêu kìa. Rồi là chợ lần nào lấy nhão quậy như chợ. Còn nồng chim yêu kìa. Bóng chìm cảnh tình. Rồi là chợ. Thúi quá anh Cảnh ơi. Không lẽ vậy có cam, có cam gắn chịu đựng nha. Có cam. Rồi gắn cảnh như cứt heo đi. Tụi nó không nghe nè. Ông có mua cây vàng bỏ ra chiếc nhẫn mua là không được cái gì. Chiếc nhẫn là nhiều. Chiếc nhẫn 5 chỉ. Vậy là thầy coi với lắm là đã ra dấu còn coi nữa. Tháo xe rồi luôn đi. Chơi bún thiệt trời. Trời ơi bão tắt mưa. Mưa sao. Con đi ra chẳng. Đào nhà dân bún đó. Người lấy ra chảo bây giờ chảo. Ông cho bún đào. Cho bún đào. Đi cho ông rồi. Dài. Dài. Cho cái thằng nó có ăn thổi cái lớn rồi nè nè. Dũng đồ bạo lực. Má chồng tôi không mày. Sao giờ anh? Máy tính nãy tao mua bị hư á. Ông nội hết hồn dần dần. Cái này mua cái cũ. Mà trời ơi. Coi đích sân có bị giống đá cái tét tét luôn. Tử lòng cũng tự vậy thôi. Ở trời ơi, anh lộn tự nói xung quanh tay đất trong trời. Có tét đất trong con. Con mà không thấy đất con hồn. Má đồng tức lắm mày. Chết. Mày lấy dục mày thí lại đi. Còn cái bằng phiến nữa. Đây tôi trả rồi mà cô. Ở đây đất con hồn. Đau quá à. Vậy đem mong ngươi trả kìa, đem mong ngươi trả kìa. Trả đi. Đủ hoài luôn trời. Đi ra khỏi nhà còn lấy bình nước cơ. Lại ơi, kiếm cái béo này lấy cái dép đem nhỏ rồi kiếm cái béo. Nè, đặt chơi tao. Thôi làm sáng không ra đây bạn kiếm cái béo bạn ơi, tao làm ngày để tự giết luôn.